Ở trước mắt của hắn, trong đỉnh lô màu đỏ sẫm, ngọn lửa màu xanh nhạt mãnh liệt bốc lên. Một cỗ sóng lửa nóng chảy, cho dù là cách thật xa đều có thể cảm nhận được. 10 ngón thon dài khẽ vươn ra trước người, 10 ngón chớp động. Ngọn lửa xanh bên trong đỉnh lô cũng là tùy theo mà múa. Bộ dáng linh hoạt giống như là một cái hỏa tinh linh biết nghe lời. Hello, hello, chúng em quay trở lại với video tiếp theo của channel NTG. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục với phần 2 của đấu phá thương khung thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần 3 rồi phải không nào? Đấu phá thương khung phần 4 tập 3, tinh dương cùng với năng lực của khổng hóa. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép gửi anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu như anh em xem video này nhưng mà thì hãy đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ đăng ký kênh của chúng mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Bên trong phòng rộng sạch sẽ, sương mù nhàn nhạt bốc lên ở giữa không trung, đem phòng bao phủ đến có chút mơ hồ. Ở trung tâm phòng bày một cái bồn gỗ lớn, trong bồn đựng chất lỏng màu xanh biếc. Thân thể của Thiếu Liên ngồi xếp bằng ở trong đó, khép hờ mắt suy nghĩ, hai tay kết xuất thủ ấn tu luyện, tùy ý cho năng lượng ôn hòa trong nước thuốc màu xanh biếc kia chậm rãi từng tia xâm nhập vào trong cơ thể, tu bổ các kinh mạch gần như là bị tàn phá này. Theo thời gian tu luyện kéo dài, màu chất lỏng màu xanh biếc trong mộc bồn cũng đã chậm rãi trở lên nhàn nhạt, tới cuối cùng màu xanh biếc rốt cuộc thì hoàn toàn biến mất, thay thế là một chậu nước trong suốt nhìn thấy đáy. Một cái đầu rắn nho nhỏ bỗng nhiên theo mặt nước bốc lên dựng đứng lên, cái đuôi không ngừng vuốt mặt nước, trong xà đồng tím nhạt lộ ra vẻ vui mừng. Nhận thấy được bọt nước xung quanh, năng lượng bên trong chất lỏng đã được thân thể hấp thu hầu như là không còn. Tiêu Viêm chậm rãi mở con người, nhìn thấy Thôn Thiên Mãng bên cạnh chơi đùa, khẽ cười cười, cẩn thận vặn mình lại, một lát sau chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng lẩm bẩm rồi nói: chất lỏng chữa thương sư phụ khối chế hiệu quả đích xác là không sai. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, kinh mạch tàn phá kia nó đã trở lên sự mềm dẻo hơn rất nhiều, nói vậy hẳn là đã có thể thừa nhận đấu khí vận chuyển đi. Từ sau lung tỉnh lại 3 ngày thời gian, Tiêu Viêm đó là nhờ Tiêu Đỉnh giúp hắn đem lại lực lượng dược liệu cần thiết thu mua về, sau đó cắn răng chịu đựng sự đau đớn sinh ra khi mà đấu khí chạy qua kinh mạch, chỉ huy giọt chất lỏng màu năng lượng duy nhất trong khí xoáy tụ hóa thành ngọn lửa đấu khí, lúc này mới đem nước thuốc luyện chế có chút gian nan này ra. Có nhóm nước thuốc đầu tiên, tốc độ khôi phục của Tiêu Viêm rõ ràng là nhanh hơn một chút. Trải qua ngâm nước thuốc liên tục 3 ngày như vậy, trong cơ thể kinh mạch bị tàn phá đã dần dần thoát ly tình trạng bi thảm đánh một cái liền vỡ vài ngày trước. Từ trong mộc bồn đứng dậy, đem thân thể lau sạch, Tiêu Viêm chú ý che một bộ quần áo trên người, bàn tay dương lên, thanh mang nhàn nhạt mang theo trong giới là phiên đăng mà ra, cuối cùng hóa thành một đóa thanh liên huyền phù ở trước mặt của Tiêu Viêm, phong tỏa hào quang, mũi chân điểm nhẹ thành mộc bồn. Tiêu Viêm nhẹ nhàng bay tới thoải mái ngồi xếp bằng trên thanh liên, hai tay lại lần nữa kết xuất thủ ấn tu luyện, chậm rãi nhắm mắt. Ở sau khi Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện không lâu, không gian chung quanh đó là một trận dao động rất nhỏ, một tia năng lượng xoay khổng lồ xuyên qua màn hào quang của thanh liên, sau đó cuồn cuộn không ngừng quán chú vào trong thân thể của Tiêu Viêm. Ở mỗi một lần vừa mới bắt đầu, mỗi một lần năng lượng nhập thể để làm cho khuôn mặt của Tiêu Viêm hơn là run rẩy. Có điều theo dòng năng lượng cuồn cuộn không ngừng là quán nhập, Tiêu Viêm đau đến thành thói quen, chính là có thể coi thường cỗ cảm giác này thành quá khứ. Khẽ cắn răng, đem năng lượng thoáng có chút loang lổ này trải qua luyện hóa tinh luyện đều tan ra rồi tiến vào bên trong kinh mạch cùng cơ thể. Sau đó trầm thần cảm thụ được lực lượng trong cơ thể chậm rãi sống lại. Trong thời gian kế tiếp, Tiêu Viêm từng bước một dựa theo trình tự tu luyện của dược lão tiến hành, mà thương thế khủng bố trong cơ thể cũng đang ở trong một cái tốc độ khả quan nhất dần dần khôi phục. Dựa theo loại tốc độ này, một tháng thời gian hẳn là có thể làm cho hắn khôi phục tới trạng thái trước kia. Tại trong lúc bình tĩnh tu dưỡng, Tiêu Viêm cũng rất nhiều thời gian rảnh, chính là khôi phục thân thể chế dược sư của hắn. Mỗi ngày làm cho Tiêu Đỉnh mua một đại lượng dược liệu, sau đó vì bọn hắn luyện chế ra một ít chữa thương dược phẩm giai đoạn có chút là tạm được. Ở trong lúc chế thuốc, Tiêu Viêm lại là có chút phát hiện ngoài ý muốn, nguyên bản lấy lực khống chế hỏa diễm của hắn còn không đủ để luyện chế ra hai loại hồi khí đan, giống như là có thể liệt vào tam phẩm phụ trợ đan dược. Có điều lúc này đây, hắn lại làm kinh ngạc phát hiện, không biết vì sao, lực thao túng hỏa diễm của mình giống như là lật mình vươn dài nhân lên hơn gấp bội lần, mà hồi khí đan thế nhưng cũng là dược liệu hắn chế luyện ra. Tuy rằng tỷ lệ thất bại vẫn còn có chút là không thấp, có điều dù sao cũng đã có thành công. Sau khi kinh ngạc, trong lòng của Tiêu Viêm đã có điều ngộ ra, cái này hẳn phải là cùng với Phật Lộ Hỏa Liên do mình sáng tạo ra có chút là duyên cơ đi. Đối với thanh liên địa tâm hỏa, trước kia Tiêu Viêm trình độ đối phó với nó cơ hồ là có thể nói là rối tinh rối mù. Trước kia thì hắn có khả năng sử dụng đó là chỉ hiểu được đem dị hỏa bao ở bên trên nắm tay để mà gia tăng lực công kích, hoặc là dùng phương thức bắn ra ngoài thô thiển nhất. Có điều ở trước mặt đem bắn ra càng về sau, Tiêu Viêm là không có năng lực tiếp tục khống chế phương thức công kích của nó,
Cho nên nếu là bắn ra ngọn lửa vẫn chưa một lần kích trúng địch. Như vậy công kích lúc này đây, đó là tiêu hao vô ích năng lượng khổng lồ. Mỗi khi nhớ tới Dược Lão khi thao túng cốt linh lãnh hỏa kia liều lát sinh động, Tiêu Viêm đó là trong lòng tràn đầy hâm mộ. Lúc trước thì ở thời điểm chiến đấu cùng với Bát Sực Hắc Xà Hoàng, nếu là đổi lại Dược Lão đến thao túng, Tiêu Viêm dám khẳng định Bát Sực Hắc Xà Hoàng kia tuyệt đối là chật vật không chịu lối, dáng vẻ không giống như mình khống chế cốt linh lãnh hỏa. Thế nhưng còn bị đối phương trào phún một phen. Bằng vào sự thao túng của Dược Lão, hắn có thể đem một tia cốt linh lãnh hỏa cực kỳ nhỏ nhoi phóng thích xa, sau đó giám sát mặt đất, lặng lẽ xuyên qua tới gần mục tiêu, rồi chờ ra tay tập kích. Như vậy cho dù là cách xa, cũng có thể dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, đem đối phương biến thành một bức tượng băng hoặc là một đống tro tàn. Loại phương thức khổng hỏa này có thể nói là quỷ dị. Tiêu Viêm không biết trong lòng âm thầm thèm nhỏ dã nhiều ít là bao nhiêu lần. Bất quá đừng nói là lấy năng lực của hắn trước kia, muốn làm được chuyện ấy thì Tiêu Viêm dám nói cho dù là hiện tại bây giờ của hắn. Bởi vì đánh bậy đánh bạ sáng tạo ra Phật Lộ Hỏa Liên, loại đồ vật khủng bố này ngay cả đấu hoàng cường giả đều đâm vào rung động, mà làm cho năng lực khổng lồ hóa bỗng nhiên là tăng nhiều. Nhưng mà nghĩ muốn đạt tới bước kia của Dược Lão vẫn như cũ là có khoảng cách cực kỳ lớn. Mà trải qua chiến đấu lần trước cùng với Bát Sực Hắc Xà Hoàng, trong lòng của Tiêu Viêm rốt cùng chân chính bắt đầu coi trọng năng lực khống chế với dị hóa. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là hắn thì khi nào có thể đem khống chế thuần thục luyện tới tình trạng kia giống như là Dược Lão, như vậy thì sức chiến đấu của hắn tuyệt đối là đột nhiên bạo tăng. Sau khi có quyết tâm này cùng với ý tưởng, Tiêu Viêm lại trong đoạn thời gian chế thuốc đối với yêu cầu chế thuốc của chính mình giống như là đạt tới một cái tình trạng gần như là hà khắc. Tuy nói hiện giờ trong cơ thể của Tiêu Viêm đấu khí cực kỳ là yếu ớt, có điều thao túng dị hóa năng lực chủ yếu cần vẫn là linh hồn lực lượng quần quận không ngừng kia, mà cũng may nó đang lại là cái Tiêu Viêm lúc này tràn đầy cùng với xuất sắc nhất. Vì thế tại bên trong sân mở chút nhiệt khí, bắt đầu không ngừng có mạc thiết song binh mang đủ loại dược liệu tiến vào trong đó, sau đó khi đi ra đều là thần tình kính sợ ôm một đống lớn bình ngọc. Tại đây trong bình ngọc không chỉ có tràn đầy cực phẩm chữa thương dược vốn cực kỳ hiếm thấy ở bên trong, hơn nữa thì ở trong đó cũng có một ít hồn đan khí, cho dù có tiền đều không có thể mua được. Ở trên thị trường có thể nói là đan dược hiếm thấy, nhưng mà ở trong viện kia, trong tay của Hắc Y Sam thiếu niên, cơ hồ là giống như là rác sưởi bình thường, tùy ý chất đống ở trong góc, bạo tay như vậy, quả thực là làm cho mọi người cảm thấy trợn mắt há hốc mồm. Cái này chính là một gã chế thuốc sư cực kỳ là quyết đoán. Theo ngày một ngày thành quả quá khứ, Mạc Thiết Song Binh lui tới trong viện, đưa dược liệu cùng với tủ đan dược cũng là dần dần trở lên chết lắng. Dù sao mặc cho là ai tại đây trong loại hoàn cảnh như thế này, cũng không giống như là vừa mới bắt đầu ở trước mặt một lọ đan dược ngây ngốc hồi lâu như vậy nữa. Tiêu Viêm trong sân tự hồ là từ bỏ tu dưỡng im lặng. Một ngày sau khi đem trình tự chữa thương hoàn toàn xong, đều là ngồi ở trước dược đỉnh, không ngừng luyện tập khống chế đối với dị hóa. Thẳng đến khi tinh thần có chút chống đỡ không được mới bắt đầu nghỉ ngơi. Dưới sự khổ luyện như vậy, Tiêu Viêm có thể rõ ràng nhận thấy được, tại trong rèn luyện quanh co mất ăn mất ngủ, năng lực khống chế của mình đối với dị hỏa đang từng bước tăng cường. Bên trong sân, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở một chỗ ghế đá phía trước. Ở trước mắt của hắn, trong đỉnh lô màu đỏ sẫm, ngọn lửa màu xanh nhạt mãnh liệt bốc lên. Một cỗ sóng lửa nóng chảy, cho dù là cách thật xa đều có thể cảm nhận được. 10 ngón thon dài khẽ vươn ra trước người, 10 ngón chớp động, ngọn lửa xanh bên trong đỉnh lô cũng là tùy theo mà múa. Bộ dáng linh hoạt giống như là một cái hỏa tinh linh biết nghe lời. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ im lặng đứng ở bên cánh cửa, nhìn Tiêu Viêm ở kia không có chút đình trệ thủ thể đạn đóng, thần tình đều là nhịn không được sợ hãi than. Có thể đem ngọn lửa khống chế đến tình trạng như vậy, ở trong mắt bọn họ xem ra tuy rằng là có chút không thể tưởng tượng, có điều xem khuôn mặt của Tiêu Viêm kia khẽ nhíu mày, lại giống như đối với mức này vẫn là như cũ có vài phần không hài lòng. Ngọn lửa bên trong đỉnh lò bốc lên một lát, con ngươi của Tiêu Viêm nhẹ lưng bấn tay bắn ra một cỗ kình phong đem đỉnh lột đánh bay ra ngoài. Bàn tay nhất chiêu, mấy mai đan dược rất tròn bắt đầu từ trong khe đỉnh lô bắn ra, sau đó vững vàng rơi vào bên trong bình ngọc. Lắm bình ngọc, Tiêu Viêm tùy ý liếc mắt một cái, đó là đem nó lém hướng về phía cửa chỗ của hai người Tiểu Đình, chợt duỗi thân một cái cho thoải mái, nhắm mắt cảm ứng thương thế trong cơ thể một chút, nhất thời khuôn mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Ây, khôi phục rất là nhanh, kinh mạch trong cơ thể trải qua hơn nửa tháng điều dưỡng này giống như là đã bình phục hơn một lửa, như thể làm cho Tiêu Viêm chế thuốc luyện ra có chút cảm thấy kinh ngạc. Ở cửa, Tiêu Đình tiếp được bình ngọc bay vụt mà đến, cùng với Tiêu Lệ chậm rãi đến gần sân. Đối với Tiêu Viêm cười rồi nói, thương thế như thế nào rồi? Cũng không tệ lắm, Tiêu Viêm cười rồi nói. Kế tiếp đó là an dưỡng cuối cùng, trong 5 ngày thời gian, hoàn toàn khỏi hẳn, chắc là không thành vấn đề. Chậc chậc, quả nhiên là cái tên tư tưởng biến thái, loạn thương thế khủng bố này, vẹn vẹn là thời gian 20 ngày, liền khôi phục đến như vậy.
thể chất thực sự làm cho người ta hâm mộ. Tiểu Đình cùng với Tiểu Lệ đều là thần tình sợ hãi than cười rồi nói. Tiêu Viêm buông lỏng tay, trong lòng hắn rõ ràng chính mình có thể khôi phục với tốc độ như vậy, ba phần là bởi vì thể chất của chính mình được thanh niên địa tâm hỏa kia cường hóa, bảy phần còn lại là được Dược Lão hao phí hết tâm huyết bố trí trình tự chữa thương, hai điều cùng kết hợp mới có thể có sự thần tốc như vậy. Hải Lão đâu? Từ trên ghế đá nhảy xuống, Tiêu Viêm tùy ý rồi hỏi. À, từ ngày ngươi cho hắn tên một ít dược liệu đó, mấy ngày nay hắn cơ hồ là đem tất cả hiệu thuốc bác ở trong Thạch Mạc Thành đều chạy qua một lần. Ta nghĩ là không có là bởi vì phải ở chỗ này bảo hộ ngươi, hắn chỉ sợ là đã sớm đi thành thị khác. Tiêu Lệ cười rồi nói. Tiêu Viêm cười nhẹ rồi hơi gật đầu. Dược liệu này đều là vật rất là thừa thớt ở trong hiệu thuốc bắc của Thạch Mạc Thành này. Nếu là không có vận khí trời ban, rất ít có khả năng có thể tìm được các dược liệu này. Xem ra Hải và Đông kia thật đúng là rất muốn mình nhanh chóng khôi phục lại thực lực của mình. Ngày mai liền bắt đầu giai đoạn chữa thương cuối cùng đi. Chỉ có mau chóng khôi phục thực lực mới có thể thay Dược Lão đi tìm thiên địa kỳ vật có thể hồi phục lại linh hồn lực lượng rất là nhanh. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt về chiếc nhẫn màu đen, Tiêu Viêm lẩm bẩm rồi nói. Hơn nữa khoảng cách 35 chỉ ước cũng ngày càng gần rồi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, bấm vào nút like, chia sẻ đăng ký kênh hộ cho mình nhá. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chữ phần 4 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Gaming. Cuối cùng thì mình, NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.